cô gái mất khứu giác bẩm sinh bỗng ngửi được sau khi mắc Covid-19. Một cô gái bị mất khứu giác bẩm sinh ở Anh đã bất ngờ ngửi được mùi lần đầu tiên trong đời sau khi mắc Covid-19. Theo trang Daily Mail ở Anh, Nancy Simpson, 25 tuổi, sống tại thủ đô London, Anh, chưa từng ngửi được mùi do mất khứu giác từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, sau khi mắc Covid-19 vào dịp lễ Giáng sinh năm ngoái, Simpson đột nhiên lấy lại được khứu giác của mình. Cô chia sẻ rằng, tôi ở nhà trong dịp lễ Giáng sinh, tự cách ly mình trong phòng, rồi đến một hôm thì tôi nhận ra mình có thể ngửi được mùi hương của mọi thứ xung quanh. Kể từ đó, Simpson có thể tận hưởng những thú vui mà trước đây cô chưa từng được trải nghiệm. Cô gái 25 tuổi đã cảm nhận được hương thơm từ nến và nước hoa. Cô cho biết những thứ tôi thực sự thích ngửi là mùi hương trái cây, nến thơm và các loại thảo mộc dùng để nấu ăn. Mất khứu giác là một trong những triệu chứng phổ biến nhất của bệnh COVID-19, thường xảy ra trong tuần đầu tiên sau khi mắc bệnh. Khoảng hơn một nửa số người nhiễm virus đều gặp phải triệu chứng này. Nguyên nhân là do virus tấn công các tế bào biểu mô khứu giác xung quanh các tế bào thần kinh thụ cảm, chịu trách nhiệm nhận biết mùi. Trong khi hầu hết mọi người đều hồi phục sau khi mất khứu giác do COVID-19 trong vài tuần. Khoảng 1 phần 10 người mắc COVID-19 bị mất khứu giác kéo dài 1 tháng hoặc hơn. Trường hợp của Simpson là một trong những trường hợp đầu tiên cảm nhận được khứu giác sau khi mắc COVID-19. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.